Vâng, em lên tiếp cho các bác ở đây là một cái bộ dàn nữa của Đền Ông các bác nhé. Cái bộ dàn này là con Đền Ông MA5DV, phiên bản loa MA5 của nó luôn nhé, hàng đồng bộ. Đền Ông MA5DV, loa MA5 đi kèm với máy, loa màng vàng gân cao su, màng sợi kép na. Cái sợi này thì là cái màng bằng cái sợi này thì tiếng bass của anh rất là ấm và sâu nha các bác nhé, chắc các bác nhé. Mình có thể nghe rất nhiều thể loại nhạc, cả nhạc vàng, nhạc trẻ và remix đều hay. Đấy. Đáp ứng được rất nhiều các thể loại nhạc khác nhau. Hàng về thì như các bác thấy là nó còn đẹp nhá. Tất nhiên đây là hàng bãi thì có thể nó sẽ có một vài vết nội vết kia một xíu thì nó không tránh được. Và đây con này là rất đẹp các bác thấy không ạ? Đấy nhá. MA5DV này nó MA5 là con đấy không ạ? Đấy, cái này thì các bác có thể là cắm máy tính điện thoại nghe nhạc hoặc là cắm đường quang nghe nhạc. Ngoài ra thì có thể cắm máy tính qua đường USB nhé, để làm sạc bạc. Đấy. 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 Thì con này thì là cái nó có cái khay CD ở đây thì là cái đĩa DVD của nó hiện tại mắt nó chết rồi nhưng không đập một đĩa nữa. Đấy thì em bán cái này là về là chủ yếu là các bác cắm máy tính điện thoại nghe nhạc. Đấy, tức là bao chuyện công suất thôi. Thế về các bác cắm máy tính điện thoại và cắm đường quang TV để nghe nhạc nhé. Bây giờ em sẽ thử cho các bác các chức năng nha. Đấy, và con này thì có chỉnh bắt test trên mặt máy đây các bác nhìn này, ấn tông này. Đấy. Đấy nha. Để on lên SDB nha, đây SDB này, SDB để on lên thì là tiếng bass nó sẽ mạnh hơn nhá. Đấy, tiếp theo là bass này. Bass đang nào thích nghe nhiều bass thì có thể tăng lên này. Đấy, tiếng bass nó sẽ đánh sâu hơn, chắc hơn này. Đấy, tiếp đến chép đây. Thích nghe nhiều tép thì tăng lên, thích tiếng nó tối thì giảm bớt về, nhá, ít tép giảm về. Bát người bánh rất là phê luôn. Đấy, MA5DV nhá. Đường điện thoại này. Bạn nào muốn nghe đường quang thì ấn like, chuyển sang đường OBT nhé. Còn đương nhiên lúc này thì mình sẽ phải bật nhạc từ cái đường quang ra nhé. Nếu không có nhạc thì không cũng không có tiếng luôn. Đấy, các bác lưu ý. Có thể ạ. Có nhạc phát là có tiếng ngay. Mưa buồn lặng nghe mưa rơi xa.
hàng này thì kích thước của nó là chiều ngang là 20 này, 40 này, khoảng tầm 56 cm chiều ngang này, chiều cao khoảng đôi này, khoảng 27-28 cm này. Đấy, và sâu là theo cái cục máy nhá, cục máy theo sâu, cục máy là khoảng đôi này, khoảng 30 cm chiều sâu các bác nhá. Lựa chọn được quan trọng, ok nhá. Đấy, thì bác nào đang có nhu cầu mua cái bộ dàn này vừa liên hệ số điện thoại là 0979 891682 hoặc là 0966 594581 nhé. À, cái đường này thì ngoài cái đường này các bác có thể cắm đường đường ấy nhá, đường sọc cạc đây. Mấy cái dây sọc cạc em để đâu ấy? Cách hai đoạn đường dài. Không có cái dây sọc cạc đây, em gửi các bác cái sọc cạc, nhưng mà thường thì sọc cạc sẽ sống nhá. Sọc cạc thì bao môi cho em một cái đường, một cái dây này. Cái dây đầu vuông này ra đầu chữ nhật này, thì một đầu vuông cắm ở đây, một đầu nhật cắm ở kia. À, thế là mình sẽ chơi nhạc từ USB ra được nhé. Đưa cổng USB của máy tính nhé, để giải mã thành sọc cạc và đưa vào đây. Tiếng sẽ hay hơn rất là nhiều. Đấy, các bác thấy không? Bác nào mà nghe nhạc vàng mà thích nhiều tép, nhiều bass thì con này nó ra vẫn rất tốt này, các bác thấy không? Tiếng tép rất tinh tách luôn. Đấy. Đấy, tiếng tép nó rất là nổi, tinh tách nhá. Chúng em rất là sâu lắng, bát nói rất là ấm và sâu. Anh ước hồn anh men rượu đắng, nghe chừng men rượu đắng niềm vui. Ok nhá, thì bộ này là cả bộ của nó là giá là đi 2.600.000 nhá. Thì bác nào đang có nhu cầu mua đi cho bên em nhá. Chào các bác. Vâng.